Chàng trai này là người duy nhất có thể kiếm tiền từ người phụ nữ giàu có này. Anh ném ra vài viên đá nhiều màu sắc, sau đó vẽ ra một ký hiệu đặc biệt. Chàng trai cắt 37 sợi tóc của người phụ nữ và đổ dầu sáp lên trên. Cuối cùng anh vò thành một tờ giấy, rồi châm lửa đốt. Người phụ nữ dần dần tỉnh lại. Bà ta tưởng rằng ma chú trên người mình đã được hóa giải. Vậy nên người phụ nữ đã đưa cho anh ta 1.000 đô. Đây là lần cuối cùng Ivan lợi dụng ảo thuật để đi lừa người. Thật ra anh ta cũng không thể tiếp tục lừa đảo bằng trò này nữa. Nhưng chồng của người phụ nữ đó lại tìm tới Ivan và yêu cầu anh ta trả lại tất cả số tiền đã lừa gạt người khác. Ivan sợ hãi vội vã bỏ chạy. Anh ta nhảy vào trong ống trượt. Điều khiến Ivan không thể ngờ rằng, khi ra khỏi ống trượt anh đã đăng nhập vào một thế giới khác. Điện thoại cũng không có tín hiệu. Bỗng có một ông lão xuất hiện trước mặt anh. VKHV đã ở đây chờ Ivan 300 năm rồi. Ông ta còn nói rằng Ivan chính là con trai của chiến binh cuối cùng. VKHV đưa cho anh một chiếc nhẫn. Bỗng có một mũi tên bắn vào người của ông ta. VKHV tan thành tro bụi trong nháy mắt. Binh lính đi tới muốn bắt Ivan. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ đành làm trò dọa bọn chúng. Ivan vừa tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị đưa tới trước mặt hoàng tử Dobrynia. Nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Ivan, Dobrynia lập tức nhận ra Ivan chính là con trai của chiến binh cuối cùng. Ông ta còn dặn dò công chúa Vahara phải chăm sóc cho Ivan thật tốt, nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Công chúa Vahara không nói gì mà lập tức nhốt Ivan vào nhà lao. Có một ông lão tên Kosai cũng đang bị nhốt chung với anh. Cả người ông ta đang bị đóng băng và phân ra thành 8 mảnh. Điều quan trọng là Kosai vẫn còn sống, thậm chí ông ta còn biết thân phận thật sự của Ivan. Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, bà lão này đột nhiên thổi ra một luồng tiên khí. Trong túi bà ta xuất hiện một Vasilisa. Vasilisa đó bỗng biến thành cô gái Vasilisa trong nháy mắt. Vasilisa âm thầm thả một viên thuốc vào trong cốc. Tên cai ngục lập tức ngất ngay tại chỗ. Sau đó hai người xông ra khỏi nhà lao. Bọn họ điên cuồng đập vỡ khối băng và ghép các bộ phận cơ thể của Kosai lại với nhau. Nhìn cách họ hành động thì biết đây là kế hoạch đã được lập sẵn. Sau khi ghép phần đầu vào cơ thể của Kosai, ông ta cuối cùng cũng sống lại. Trước khi đi bọn họ cũng cứu Ivan ra ngoài. Bốn người ngồi vào trong một ngôi nhà biết đi. Ngôi nhà đó nhanh chóng trốn thoát. Bọn họ đã chạy suốt một ngày một đêm, cuối cùng cũng đến nơi an toàn. Ivan muốn trở về thế giới hiện thực, thế nhưng anh không biết phải làm thế nào. Kosai có thể giúp đỡ cho anh, nhưng bọn họ bắt buộc phải tìm ra một thanh bảo kiếm. Thật ra đây mới chính là mục đích thật sự của Kosai. Bởi vì chỉ có người thừa kế của chiến binh cuối cùng mới có thể tìm thấy thanh kiếm đó. Vì thế Kosai mới ở trong nhà lao, đợi Ivan suốt mấy trăm năm qua. Nhưng con đường truy tìm bảo kiếm vô cùng nguy hiểm. Bọn họ bắt buộc phải đi qua dòng sông chết chóc này. Bởi vì họ phải đi tìm một người bạn cũ nhờ giúp đỡ. Người này đang sống trong đầm lầy. Nếu như muốn gặp cô ấy, vậy thì bắt buộc phải cống nạp một món bảo bối xinh đẹp. Cô gái này muốn bắt một con cóc lên bờ. Thế nhưng trên mặt nước lại xuất hiện một con quái vật xấu xí. Nhìn biểu cảm gương mặt của hắn thì đã biết hắn đang nghĩ gì. Vodianoi vội vã bơi tới chỗ của Vasilisa. Dường như hắn bắt buộc phải có được cô ta. Đúng lúc đó, một con tôm bò lên vai của Vodianoi và thì thầm gì đó với hắn ta. Vodianoi lập tức nhận ra có điều không ổn. Hắn ngửi ngửi người Vasilisa. Hóa ra trên người cô có mùi vị của cóc nhái. Vodianoi rất ghét hương vị này. Vasilisa bảo hắn về tự soi lại chính mình xem đẹp hơn ai mà chê. Vodianoi tức giận bơi tới chỗ của cô. Hôm nay hắn nhất định phải chặt đứt cái chân ếch này của Vasilisa. Ivan thấy vậy lập tức tới ngăn cản. Như vậy mới cứu được mạng của Vasilisa. Lúc ấy Kosai cũng đi tới. Hóa ra Vodianoi chính là người bạn cũ mà Kosai tìm kiếm. Chỉ có hắn ta mới có thể giúp được mọi người vượt qua con sông chết chóc đó. Nhưng lúc đó Vodianoi vô cùng tức giận. Cho dù có là bạn cũ hắn cũng không chịu giúp đỡ. Chắc có lẽ là do Vodianoi không hài lòng với cô gái vừa nãy. Baba Yaga thấy vậy lập tức nghĩ ra một cách. Bà ta lấy chiếc bình chứa chất lỏng màu xanh ra và nhỏ một giọt lên hạt táo. Chẳng bao lâu sau, một quả táo đã xuất hiện. Baba Yaga cầm quả táo lên ăn. Tiếp theo kỳ tích đã xảy ra. Vodianoi không dám tin vào con mắt của mình. Đây chính là hình mẫu lý tưởng trong mắt hắn ta. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Vodianoi cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của bọn họ. Năm người cùng nhau đi tìm thanh bảo kiếm. Nhưng bọn họ vừa mới đi khỏi, công chúa Vahara đã đuổi tới đầm lầy này. Bà ta lấy cây roi điện ra và quất xuống nước. Mặt nước bỗng trở nên sôi sùng sục. Con tôm hùm này suýt chút bị luộc chín. Nó phải lập tức nhảy lên bờ. Con tôm hùm nói cho công chúa biết hướng đi của năm người kia. Công chúa lập tức cưỡi lên ngựa và phóng tiễn để phát tín hiệu. Nhưng lúc này bọn họ đã tới bên dòng sông chết chóc. Ivan cảm thấy rất khó hiểu. Dòng sông này thật sự rất nhỏ, chỉ cần đi vài bước là có thể qua sông. Vậy thì tại sao phải mời con quái vật này tới giúp đỡ? Kosai ném một hòn đá xuống sông. Cảnh tượng trước mắt khiến anh ta ngỡ ngàng. Tốt nhất vẫn nên ném thủy thần xuống sông trước. Nhưng không thể ngờ rằng dòng sông này không thuộc quyền quản lý của Vodiano. Những con cá ăn thịt không cho hắn ta chút mặt mũi nào. Vodianoi sợ hãi nhảy vào trong giếng. Lúc này công chúa đột nhiên xuất hiện và dẫn theo binh lính bao vây xung quanh. Vì không biết làm thế nào nên tất cả mọi người đều nhảy xuống giếng. Khi ấy Baba Yaga xinh đẹp bỗng biến thành bà lão già nua. Vodianoi cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa.
Nhưng vì để giữ lời hứa của mình, hắn ta đã uống hết nước giếng vào trong bụng. Để giúp bọn họ tìm lối ra, khi ấy hắn ta đã biến thành một quả bóng nước, nên không thể ra ngoài. Đến khi công chúa đuổi tới, Fordianoi dùng sức phun hết nước trong miệng ra và nhổ thẳng vào mặt của công chúa. Vahara tức giận lấy roi quất vào người hắn ta, khiến Fordianoi biến thành một bức tượng đá. Trong khoảnh khắc cuối cùng, hắn đã phun hết nước trong người ra và đẩy công chúa lên miệng giếng. Đây là nhân vật phản diện độc ác nhất bộ phim này. Vahara chỉ cần cất quất cây roi điện trong tay, thanh bảo kiếm bỗng chốc biến thành cái thắt lưng da mềm nhũn. Nếu như kẻ nào dám có thái độ bất kính, công chúa sẽ cho người đó hiểu cảm giác thế nào là hóa đá. Mục đích bà ta làm như vậy là để tiêu diệt tất cả các chiến binh truyền kỳ, chỉ có một mình Ivan may mắn thoát nạn. Theo lời kể của Tom Hùng, Vahara đã nhanh chóng tìm thấy anh ta và bao vây đồng bọn của Ivan. Bà ta không bao giờ nói những lời thừa thãi mà sẽ trực tiếp ra tay hành động. Bà ta lấy roi điện chói Kosai lại. Vasilisa sợ hãi vội vã bỏ chạy, nhưng roi điện của chúa có thể làm được rất nhiều thứ. Vasilisa bị ép tới bên bờ vực thẳm, sau đó cô trượt chân rơi xuống dưới. Xem ra lần này Vasilisa khó có thể để giữ được mạng. May là cô ta kịp thời biến hình, trở về với hình dạng con ếch. Công chúa đưa Ivan tới chiến trường. Trong vòng 5 phút anh bắt buộc phải tìm ra thanh bảo kiếm. Nhưng lúc ấy Ivan không biết thanh bảo kiếm trông như thế nào. Dù sao thì mọi người đều không biết, vậy thì anh ta chỉ cần tìm một thanh sắt chống đối là được. Tôi tìm thấy rồi. Công chúa vô cùng tức giận, bà ta muốn giết chết Ivan ngay tại chỗ. Trong lúc không biết phải làm thế nào, Ivan đã cầm một cây gậy gỗ lên để đánh lại. Không ngờ rằng cây gậy gỗ đó lại chính là thanh bảo kiếm của chiến binh truyền kỳ. Uy lực của nó vô cùng mạnh mẽ. Ivan lập tức đưa cây kiếm cho Kosai, để ông ta mở cửa đưa anh trở về. Nhưng không thể ngờ rằng Kosai lại đưa thanh bảo kiếm cho Dobrynia, để đổi lấy viên bảo thạch có thể giúp con người bất tử. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì viên bảo thạch này là giả. Kosai đã bị hai vợ chồng hoàng tử lừa gạt. Đúng lúc đó, Vasilisa đột nhiên biến hình. Cô ta lao lên và đẩy ngã Dobrynia. Thanh bảo kiếm rơi trên mặt đất, và Ivan đã có được nó. Dobrynia sợ hãi đứng ngây người tại chỗ. Xem ra lần này ông ta lành ít dữ nhiều rồi. Nhưng Ivan lại khiến mọi người đều thất vọng. Anh ta mở cánh cửa đưa mình trở về thế giới hiện thực. Sau khi trở về, Ivan cảm thấy rất hối hận, bởi vì anh không thể quên được Vasilisa. Ivan tìm đủ mọi cách để trở lại Bilogori, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại, thậm chí anh còn bị bắt vì tội tranh giành ống trượt với trẻ em. Nhưng may mắn là VKHV cũng có mặt ở đây. Ông ta đã giúp Ivan mở cánh cổng đến với Bilogori. Anh ta không hề do dự mà nhảy vào cánh cổng đó. Lúc này Dobrynia đang tổ chức một nghi lễ lớn. Khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng với nhau, ông ta sẽ hợp nhất viên bảo thạch và thanh bảo kiếm lại. Như vậy ông ta sẽ bất tử và tiễn đưa nhóm của Kosai sang thế giới bên kia. Nhưng lần này Ivan không đến đây tay không. Nghe thấy tiếng súng, mọi người vô cùng hoảng sợ, nhưng Dobrynia vẫn không hề lay động. Ông ta nhanh chóng hoàn thành nghi thức. Bây giờ không có gì có thể đánh bại ông ta, vì thế Ivan chỉ đành dùng kế khích tướng. Có giỏi thì ông bỏ thanh kiếm xuống. Không ngờ rằng Dobrynia lại làm theo lời Ivan nói. Tuy rằng Ivan đã bị ông ta đánh bại, nhưng hiện tại thanh bảo kiếm đang nằm trơ trọi một bên. Hai người phụ nữ ra sức giành lấy thanh kiếm này. Khi hai người họ đang đánh nhau, viên bảo thạch đã rơi ra ngoài. Cuối cùng Kosai đã có được nó. Khi ấy Dobrynia vô cùng ngỡ ngàng. Chỉ cần phá hủy viên bảo thạch thì ông ta sẽ không còn bất tử nữa. Không ngờ rằng Vahara đã đứng đằng sau lưng Kosai và phi kiếm về phía ông ta. Một cánh tay của Kosai đã bị đứt, nhưng bọn họ quá coi thường ông ta rồi. Cho dù cánh tay đã bị đứt, nhưng hai ngón tay vẫn có thể ném viên bảo thạch về phía Kosai. Ông ta lập tức phá hủy viên bảo thạch. Hành động này sẽ khiến Kosai cùng với Dobrynia đều hòa thành cho bụi và biến mất. Công chúa Vahara thấy vậy vội vã bỏ chạy. Cuối cùng Ivan cũng có được trái tim của Vasilisa. Anh ngồi vào trong căn nhà biết đi và tới gặp bố mẹ vợ. Từ đó trở đi hai người bắt đầu cuộc sống hạnh phúc.